ở Việt Nam, khoảng 60.000 người chết mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đeo khẩu trang là phương pháp bảo vệ sức khỏe bản thân trước những yếu tố gây dị ứng theo mùa hay các bệnh lây qua đường hô hấp khác như lao phổi. Cúm, bệnh hô hấp ở trẻ do AVS gây ra, các loại khẩu trang vải thông thường chỉ dừng lại ở công năng ngăn chặn bụi và vi khuẩn với các công nghệ thấp. Kém hiệu quả và ít được xác nhận. Genmask là sản phẩm của VG Healthcare với vải may nhập khẩu đã được nhiều nước sử dụng để may khẩu trang hoặc đồ bệnh viện trên toàn thế giới. Do đó, Genmask có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt ở các quốc gia có số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về khẩu trang Genmask. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như khẩu trang Genmask bán ở đâu, khẩu trang vải công nghệ Genmask có tốt không. Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Khẩu trang Genmask có tốt không? Đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, thị trường khẩu trang trong nước trở nên căng thẳng. Giá khẩu trang bị đẩy lên cao trong khi chất lượng nhiều loại sản phẩm không tương xứng. Các loại khẩu trang được may bằng nguyên liệu rẻ tiền, không có hiệu quả lọc virus, vi khuẩn bụi mịn vẫn được đưa bày bàn công khai, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Thấu hiểu được thực trạng đó, VG Healthcare quyết tâm mang đến cho người tiêu dùng các loại sản phẩm tốt với giá cả bình ổn. Các thiết kế khẩu trang của VG Healthcare luôn chú trọng tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ tối ưu hình dáng để ôm trọn khuôn mặt. Cho tới nẹp mũi có lõi kim loại định hình chắc chắn và quay tai bản dẹt mềm mại để tạo nên trải nghiệm thoải mái và dễ chịu cho người dùng việc sử dụng các sản phẩm khẩu trang chất lượng tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tăng cường bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh COVID-19 và các bệnh lây qua đường hô hấp. Từ đó có thể giảm tài gánh nặng lên hệ thống y tế, khẩu trang vải công nghệ GENMASK, ưu điểm vượt trội. Khẩu trang vải Genmask sử dụng công nghệ vải thông minh được chứng minh có khả năng vô hiệu hóa vi khuẩn virus bao gồm cả coronavirus, 93.2% virus bám dính trên bề mặt khẩu trang sẽ bị tiêu diệt trong vòng 5 phút và hiệu quả diệt virus sau 1 giờ là trên 99. 99% theo kết quả kiểm nghiệm tại CTU Biosensis phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn A2LA ISO 17025 tại Hoa Kỳ. Vải mềm mịn và thoáng khí, ôm sát khuôn mặt kích thước phù hợp cho mọi lứa tuổi, giới tính. Khả năng diệt virus vượt trội của khẩu trang Genmask vẫn được duy trì tới 150 lần giặt. Khẩu trang Genmask bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được khẩu trang Genmask tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường.